Bây giờ chúng ta cùng nhau trở lại tại thời điểm khi chúng ta tạo ra project mẫu và chúng ta tạo ra block cho phần sử dụng với UI router. Thì các bạn vào phần project UI router chúng ta làm từ trước tại thư mục list, các bạn copy file angular UI router min.js. Các bạn copy vào trong project UI router mà chúng ta chuẩn bị làm. Các bạn copy và paste vào trong thư mục JS. Sau đó các bạn dùng bracket mở project này lên. Các bạn ấn vào file index.html. Các bạn kéo xuống tận dưới cùng thì chúng ta có cái phần todo ở đây, chúng ta sẽ phải include vào phương thức mà route mà chúng ta muốn sử dụng. Lần này thì chúng ta sẽ tất nhiên là sẽ sử dụng tới UI router rồi, cho nên chúng ta sẽ include vào angular UI router min.js file. Sau đó trong file app.js tại đây chúng ta phải chọn là config, chúng ta phải inject vào module là UI.router. Phần config này chúng ta sẽ sử dụng hai service, đó là state provider và URL router provider. Về cơ bản thì chúng ta đã thiết lập xong project và phần tiếp theo chúng ta sẽ làm là thực hiện phân chia trang liên kết tới từng route.